Hiền lành như Quỳnh Quỳnh cũng có lúc nổi quạo vì Dương Lâm làm mất 200 triệu tiền từ thiện. Ai bảo lấy chồng công chúa làm chi? Trời ơi, 200 triệu hay 20 triệu đâu? Khùng cái gì vậy trời? Lê Dương Bảo Lâm nổi lên từ khi đăng quang quán quân Cười Xuyên Việt 2015. Nhưng anh chỉ thực sự chinh phục được trái tim của hàng triệu khán giả bởi sự duyên dáng, hài hước khi tham gia các game show. Đi kèm với sự nổi tiếng, cuộc sống của nam diễn viên cùng vợ và ba nhóc tì cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm từ công chúng. Quỳnh Quỳnh, bà xã của Lê Dương Bảo Lâm, có lẽ là một trong những bà vợ chất phác giản dị nhất của Vbiz. Không màu mè xúng xính đồ hiệu, cô luôn chân chất với những bộ đồ đơn giản, không ngại sờ mặt mộc trước hàng triệu khán giả. Chưa kể tính cách Quỳnh Quỳnh rất nhu mì, hiền lành, luôn ôn hòa với chồng con và tất cả mọi người xung quanh, đúng chuẩn người vợ Tào Khang. Dẫu bản chất hiền lành là thế, nhưng cũng có lúc cô gái ấy bị chồng chọc giận đến nỗi nổi trận lôi đình mà không biết làm gì hơn. Cụ thể, ông bố ba con từng gọi điện cho vợ với giọng đầy nghiêm túc, thú nhận vì mình nhẹ dạ cả tin mà để mất 200 triệu tiền quyên góp từ thiện trong tài khoản cá nhân. Màn diễn sau đây khiến Quỳnh Quỳnh hốt hoảng, chẳng thể ngờ số tiền lớn như vậy lại không cánh mà bay trong tích tắc. Quỳnh Quỳnh không giấu được sự bối rối, để em chạy ra ngân hàng liền, mà không được, hôm nay chủ nhật, để em đi rút tiền, à không, để em gọi cho con bé làm bên ngân hàng. Khi nghe ông xã thú nhận mắc bẫy của một tài khoản tự xưng đang ở nước ngoài, ba mẹ ba con không giấu được sự bức xúc, anh ngu quá vậy, quỷ chồng bao nhiêu tuổi rồi, đã dặn bao nhiêu lần rồi, 200 triệu mà nói chuyện tỉnh bơ vậy trời, đâu phải 20 triệu đâu. Thấy bà xã đã lên đến tột đỉnh của sự tức giận, Lê Dương Bảo Lâm nhận ra đến lúc nên hạ màn và thú nhận rằng mình chỉ đang tham gia một thử thách của chương trình truyền hình, sau đó nhanh chóng tắt máy, tránh để tiếp tục bị tra tấn lỗ tai. Câu chuyện trên dù mang tính chất giải trí nhưng cũng mang lại rất nhiều tiếng cười sảng khoái cho khán giả. Có thể thấy Quỳnh Quỳnh dù tức giận vẫn ăn nói rất đàng hoàng, nhỏ nhẹ với ông xã, không hề để cảm xúc chi phối. Tuy nhiên, có lẽ đây cũng là lần hiếm hoi khán giả thấy bà xã Dương Lâm nổi giận, có chút hài hước mà cũng gần gũi vô cùng. Chắc hẳn đâu chỉ mỗi Quỳnh Quỳnh, ai làm vợ rồi cũng sẽ luôn có tính xót của. Vậy nên việc phản ứng với chồng như vậy có lẽ không có gì quá bất ngờ. Nếu thường xuyên theo dõi vợ chồng Lee Min Ho Đồng Nai, nhiều người sẽ nhận thấy vì sự khác biệt trong tính cách, nam diễn viên thường xuyên ăn hiếp bà xã, thậm chí là mọi việc nặng nhọc trong nhà đều do cô đảm nhận hết. Dương Lâm hệt như một công chúa, chỉ để cho đẹp chứ không được việc gì. Rồi sao em có buồn về anh không? Không, chồng em là công chúa của em. Nhưng chính sự khác biệt đó đã tạo nên được cái điểm thu hút rất riêng của gia đình đây. Bằng chứng là những câu chuyện liên quan đến họ và ba nhóc tì luôn nhận được sự quan tâm rất lớn từ cư dân mạng. Thậm chí Quỳnh Quỳnh còn có được sức ảnh hưởng rất lớn từ ông xã, từ đó tận dụng để kinh doanh online vô cùng suôn sẻ và thành công. Cũng nhờ danh xưng thánh livestream của anh Dương Lâm Đồng Nai, những câu chuyện tưởng chừng như rất đời thường của gia đình Lê Dương Bảo Lâm lại nhận được rất nhiều tình cảm từ khán giả. Hơn nữa, sự chất phác giản dị và hiền lành trong từng câu nói của Quỳnh Quỳnh cũng nhận về cơn mưa lời khen, bảo sao Dương Lâm sống giữa showbiz đầy cám dỗ mà vẫn mê vợ say như điếu đổ. Bạn nghĩ sao về câu chuyện của gia đình Lê Dương Bảo Lâm? Hãy cùng chia sẻ nha! Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!